Chào mừng các bạn đã trở lại với khóa học lập trình NuxtJS kết hợp với LemStack tại hệ thống học lập trình trực tuyến ZenVn. Chúng ta sẽ đến tới nội dung cuối cùng trong chương học thứ hai, đó là sử dụng Store kết hợp với Vue nằm trong thằng NuxtJS. Ở đây trải qua một số bài học thì các bạn cũng đã thấy là cái tinh thần mà NuxtJS nó mang lại cho cái người lập trình viên là gì rồi. Và mục tiêu của NuxtJS cũng là như vậy ha, nó giúp cho trải nghiệm của những người lập trình viên tốt hơn trong quá trình mà chúng ta xây dựng cái project bằng Vue.js cũng như là bằng NuxtJS. Thì đối với những cái thư viện chính thức mà thằng Vue.js hỗ trợ, điển hình như là thằng VueRouter, các bạn thấy không? Chúng ta chỉ cần tạo ra những cái file theo cái quy tắc của thằng NuxtJS mà thôi. Chúng ta không cần phải thiết lập lại cái phần VueRouter từ đầu. Thì thằng Store với Vuex này cũng vậy ha. Chúng ta cũng trên cái tinh thần như vậy, mình chỉ tạo ra những cái file theo quy tắc của NuxtJS mà thôi. Chúng ta không cần thiết phải cấu hình lằng nhằng. Đấy, như trước đây các bạn thấy là khi chúng ta khởi tạo một cái dự án bằng cái project Vue.js thuần á, thì mình phải setup rất là nhiều thứ, đúng chưa? Thì toàn bộ những phần đó NuxtJS sẽ giúp chúng ta làm việc này. Và bây giờ đối với phần này rõ ràng các bạn phải có kiến thức về Vuex cũng như là Vue.js thuần thì chúng ta mới có thể hiểu được cái store là gì ha. Thì nếu bạn nào chưa biết thì vui lòng truy cập lại cái phần trang chủ của thằng Vue.js này. Đây, chúng ta search ha, Vue.js. Rồi. Ở đây nó sẽ có một cái phần đường link trỏ sang cái thằng là thằng Vuex, thì mình sẽ đọc những cái phần tài liệu ở trên đây. Đấy, và chúng ta phải hiểu những cái khái niệm này ha. Nếu như không thì khi mà đi vào project á, mình sẽ không có giảng lại những cái phần lý thuyết liên quan tới mutation là gì, rồi action là gì nữa. Cái này chúng ta đã học trong khóa học Vue.js rồi. Chúng ta sẽ dùng nó và thực hiện trong cái project. Và hoàn toàn 100% chúng ta sẽ dùng trong project là Vuex ha. Chứ chúng ta sẽ không có dùng theo kiểu cái data thông thường. Rồi, ok, quay lại cái phần tài liệu của thằng NuxtJS này. Các bạn thấy chúng ta có một cái phần tài liệu dành cho Store. Thì ở đây, Store chúng ta cũng đã học rồi ha. Mình phải tạo ra thành nhiều module. Tại vì khi mà chúng ta thực hiện cái project lớn á, trong project nó sẽ có rất nhiều thành phần khác nhau. Thì NuxtJS nó khuyên chúng ta nên dùng cái dạng module ha. Thì những phiên bản sau này NuxtJS nó sẽ dần dần bỏ đi cái chức năng là Vuex thông thường. Mà thay vào đó mình sẽ tạo ra nhiều module nhỏ hơn. Thì các bạn tưởng tượng là mỗi phần nó sẽ nằm trong một cái file thôi. Ví dụ như chúng ta sẽ có một cái file root này, nằm trong thư mục Store. Mình tạo ra một cái file index. Thì trong file index này là nơi chúng ta sẽ khai báo những cái thành phần ha. Ví dụ chúng ta có cái phần state này, hoặc là chúng ta có cái phần mutation này. Đấy, rồi chúng ta sẽ tạo tiếp ra nhiều thư mục khác. Ví dụ mình có một cái module dành cho thằng to do, thì mình có thể tạo ra một cái file hoặc là tạo một cái thư mục riêng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử tạo ra một cái file index nằm trong cái store đã ha. Rồi các bạn truy cập lại vào trong mã nguồn của chúng ta này, đi vào trong thư mục store. Hiện tại nó đang là một thư mục rộng, đúng chưa? Chúng ta chỉ cần tạo ra một cái file index nằm trong đây thì lúc này NuxtJS sẽ tự động cấu hình giúp cho chúng ta. Và đây mình sẽ thử ha, export default ra một cái gì. Đầu tiên mình cần phải khởi tạo cái state mặc định cho toàn bộ cái app. Giả sử ha, đối với state các bạn phải theo nguyên tắc ha, nó là một cái function và function này nó return về một cái object. Đấy, export constant chứ không phải là default ha, export constant state bằng một cái function. Function này return về một cái object. Thì khi các bạn thấy cái cú pháp như thế này á, thì đây là cú pháp viết tắt ha. Nếu như viết đầy đủ ra nó sẽ như sau này, export constant state bằng một cái function, được chưa? Bằng một cái arrow function. Arrow function này nó sẽ return về một cái object. Đấy, thì cú pháp ở trên là chúng ta phải hiểu về ES6 ha, hiểu arrow function là gì nè, hiểu cách rút gọn cái dạng return này. Đấy, còn nếu bạn nào không quen thì cứ ghi rõ ràng ra như thế này ha, để cho chúng ta dễ hình dung. Nó chỉ đơn giản là một cái function và function này nó return một object thôi. Ok, mình sẽ dùng cái cách ngắn gọn ở phía trên. Và lúc này chúng ta sẽ tạo ra những cái state mặc định ha. Giả sử mình có counter chẳng hạn. Đây là một ví dụ kinh điển, đúng không? Rồi, mình tạo ra một cái counter đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần ứng dụng của chúng ta này và kiểm tra vào trong cái phần View Dev Tool để chúng ta xem cái phần View X nó đã được thiết lập hay không ha. Các bạn truy cập vào trong phần View này và trỏ tới cái phần là View X nằm ở góc này. Đây, chuyển qua cái chế độ View X này. Thì khi mà chuyển qua chế độ này, các bạn click vào cái phần là Base State. Thì ngay lập tức chúng ta đã có được cái phần counter bằng 0. Rất là đơn giản ha, mình chỉ cần tạo ra một cái file thôi. Và cái counter này chúng ta hoàn toàn có thể truy cập vào trong bất kỳ cái component nào. Giả sử như là thằng header chẳng hạn. Rồi, mình truy cập vào trong header đi ha. Header là nằm trong cái layout default, đúng không? Layout default này. Ở đây tương tự ha, chúng ta cũng sẽ dùng những cái thằng mà Vuex hỗ trợ thôi. Mình sẽ import từ thằng Vuex. Import gì? Ở đây đơn giản hơn là mình có thể dùng map state chẳng hạn. Đấy, map state. Thì đối với cái state á, nó tương ứng với cái phần data trong đối tượng view, đúng không? Thì cái phần data này mình sẽ đưa vào trong phần computed ha. Bạn nào quên thì các bạn nhớ truy cập lại vào trong phần tài liệu của thằng Vuex nha. Ví dụ này, mình sẽ vào đây, mình kiếm tới cái thằng là thằng state. Rồi trong thằng state mình kéo xuống phía dưới, mình sẽ tìm tới cái thằng là thằng map state. Đây, map state helper này. Đấy, Thấy chưa? Mình sẽ bỏ vào trong phần computed và mình sẽ không có khai báo theo kiểu này ha. Chúng ta sẽ khai báo như sau. Chấm chấm chấm. Đấy, map state. Thì các bạn phải coi cái này là gì ha, cái này liên quan đến ES6 thôi. Cái này chúng ta đã học trong khóa học Vue.js rồi. Đây mình sẽ không nói lại nữa ha. Trong này mình sẽ có được một cái object và object này sẽ lấy từng cái state mà chúng ta đã lưu. Ví dụ chúng ta lấy thằng counter đúng không? Object này. Counter nó sẽ là state và state.counter. Thì rõ ràng đây cũng là một cái cách cú pháp viết tắt của arrow function thôi, nó là một cái function ha. Function nhận vào cái state và mình sẽ return về cái mà mình muốn, ví dụ mình return về state.counter. Đấy, kiểu như vậy. Ở đây mình có thể đặt tên khác ha. Ví dụ mình đặt tên là local counter chẳng hạn. Ok. Thì đây là cách viết đầy đủ nha. Còn lại thì mình sẽ dùng cách viết tắt đi ha. Local counter là một cái function nhận vào cái state và return về cái state.counter. Ok. Rồi lúc này chúng ta hoàn toàn có thể lấy cái thằng này để mình hiển thị ra cái phần header. Ví dụ mình bỏ vào vị trí này chẳng hạn. Rồi ghi lại ha. Counter này. Rồi đặt vào vị trí này. Đấy, đưa vào trong phần template, nó là local counter. Rồi mình sẽ run lại và reload lại trang. Thì ngay lập tức chúng ta cũng sẽ nhận được giá trị là 0. Thấy chưa? Phần này mình đã khai báo trong giá trị mặc định. Rồi giả sử bây giờ chúng ta tạo ra những cái action chẳng hạn. Thấy chưa? Thì mình chỉ cần đơn giản là export constant ra một cái action thôi. Và các bạn nhớ là bên này action là gì, bên kia cũng tương tự ha. Action ở bên đây nó là gì? Nó là một cái object chứa nhiều cái hàm, đúng không? Thì lúc này chúng ta cũng làm tương tự ha. Trong đây mình sẽ export constant là một cái action. Các bạn nhớ là action này có S nha. Đây này. Action có S, mình phải ghi đúng tên. Đấy, thì đối với thằng này nó chỉ đơn giản là một object thôi. Trong object này chúng ta sẽ khai báo một cái action là increment chẳng hạn. Đấy, tương tự y chang ha. Rồi mình commit một cái sự thay đổi, tức là commit một cái mutation, đúng không? Lúc này chúng ta cũng sẽ tạo tiếp export constant một cái mutation. Và mutation thì nó cũng phải có S nha. Đây, mutation cũng phải có S và mutation nó cũng đơn giản là một cái object bình thường thôi. Mình copy lại y chang kiến thức cũ này. Bằng. Đấy. Rồi trong thằng này mình sẽ ghi là state.counter, mình tăng lên một đơn vị. Ok. Vậy thì bên thằng này nếu mà chúng ta muốn sử dụng cái thằng action này á, thì tương tự thôi, mình cũng sẽ import một cái là cái gì? Là cái map action, đúng không? Cái map action này chúng ta sẽ bỏ vào đâu? Chúng ta sẽ bỏ vào method. Đấy, chỗ này các bạn phải có kiến thức mình làm được ha. Rồi, mình sẽ ghi như sau nè. Chấm 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 map action. Nó nhận vào một array hoặc là nhận vào một object. Thì tạm thời bây giờ mình sẽ ghi là array. Ví dụ ha, mình bỏ cái tên này vào. Đây là tên của action nè. Mình bỏ vào đây. Đấy, các bạn có thể đối chiếu lại với tài liệu gốc ha. Ví dụ mình click vào action và chúng ta search tới cái từ khóa là map action. Đây, nó có thể là một array thấy không? Hoặc là một cái object. Cái object trong trường hợp mà chúng ta đổi lại tên hoặc là mình khai báo theo dạng tách ra nhiều thành module, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ thử chạy lại đã ha. Reload lại trang. Ok, ở đây các bạn thấy là hiện tại mình đang bị lỗi đúng không? Nó build bị lỗi này. Mình check lại coi lỗi này là lỗi gì ha. 500 mình kiểm tra lại vào trong phần này. Ok, vẫn không có lỗi gì hết đúng không? Bây giờ mình quay trở lại cái file index ha. Check lại này. Export constant ra một cái mutation và chúng ta nhận được một thông báo như sau. Đây, export constant. Lúc này mình dư dấu phẩy ha, đây, xóa dấu phẩy này đi. Ok. Rồi, chạy lại từ đầu. Reload lại trang này. Bây giờ mình sẽ chờ và kiểm tra ở trong cái thằng header đó. Mình coi mình có map được cái method vào hay không ha. Rồi, không có lỗi gì hết đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ thêm một cái nút nhấn ha. Thử mình thêm một cái nút nhấn vào đây. Ví dụ, bỏ vào trong vị trí này. Chúng ta có một cái button. Và mình có một cái là increase đi. Ha. Click me đi, click me. Rồi mình có một cái function, VON. VON, click. Đây là handle. Được chưa? Handle click. Và nó cũng là một cái method thôi. Rất đơn giản. Đây, mình bảo xuống phía dưới ha. Nó là một cái method. Và cái method này chúng ta sẽ gọi các action ha. Bằng con trỏ disk của đối tượng view này. Gọi các action là increment. Ok. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại xem cái giá trị state này nó có tăng lên một đơn vị hay không. Rồi check lại ha. Reload lại trang này. Và vào trong phần dev tool để chúng ta xem cái lúc mà chúng ta kích hoạt một cái event vào trong thằng action. Nó sẽ chạy lịch sử ở đây ha. Rồi nhấn vào click me. Thì ngay lập tức mình tăng lên một đơn vị. Và sẽ có một action được kích hoạt, thấy không? Action này mình có type là increment, chính là cái tên luôn. Còn payload là undefined tại vì mình không truyền gì cả. Thấy chưa? Thì lúc này các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào tất cả những cái component để mình làm theo quy tắc như vậy ha. Và toàn bộ kiến thức này đều quay trở lại kiến thức của thằng Vue chứ không có gì mới cả. NuxtJS thì chỉ hỗ trợ giúp chúng ta tạo ra những cái file thôi. Ok.